Tại khu chợ Xuân La, quận Tây Hồ, ngày càng nhiều sạp hàng đã trang bị mã QR tại các vị trí thuận lợi để khách hàng thanh toán. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Theo chia sẻ của các tiểu thương, việc tìm cây ATM để rút tiền khi ra ngoài thường gặp phải sự cản trở. Tuy nhiên, tại chợ Xuân La, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán qua tài khoản ngân hàng thông qua mã QR. Tính tiện lợi của hình thức này đã giúp việc sử dụng mã QR ngày càng trở nên phổ biến. Bà Nguyễn Thị Hà, một tiểu thương bán rau quả tại chợ, chia sẻ rằng trước đây bà có nhiều lo ngại khi chuyển sang thanh toán bằng mã QR. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn cách sử dụng, bà đã thấy mã QR rất tiện lợi. Việc không cần mang theo nhiều tiền mặt giúp bà giảm bớt lo lắng về việc mất mát hoặc nhầm lẫn. Bà Hà cũng cho biết, có những khách hàng chỉ mua ít hàng nhưng vẫn sử dụng mã QR để thanh toán, và họ thường để dư ra để đổi lấy tiền mặt từ người bán. Một tiểu thương khác là chị Nguyễn Thị Thanh, bán thịt heo, cũng nhận xét tích cực về hình thức thanh toán qua mã QR. Tuy nhiên, chị cũng nhấn mạnh có lúc gặp sự cố khi sử dụng. Cô cho biết việc sử dụng mã QR đã giúp cho quá trình giao dịch nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng cũng có những thời điểm gặp sự cố mạng hoặc lỗi mạng, khiến quá trình thanh toán trở nên chậm chạp và mất thời gian. Nhìn chung, việc sử dụng mã QR tại chợ Xuân La đã mang lại sự thuận tiện đối với cả người tiêu dùng và thương nhân. Hình thức thanh toán này tiết kiệm thời gian và giúp người dùng kiểm soát dễ dàng các giao dịch tài chính của mình.